nó bập vào nhau thì nó sẽ đứt ít hơn. Đa phần nó sẽ ăn ngọt hơn. 10 triệu với một cái kéo răng răng cúp vô 700 ngàn được. Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn về cái việc mà bữa trước tôi có nói về các bạn cách ra cầm kéo rồi đúng không? Clip trên TikTok nhiều view lắm. Nhưng cần nói sơ về cái việc mà chọn kéo sao cho đúng. Về kéo cắt á, kéo cắt nha, đa phần thì kéo nào càng mắc tiền nó càng tốt, tại vì nó làm được bằng những hộp kim nó tốt, và các bạn cắt nhiều khi là cả đời, nhiều khi mình không cần mài nó luôn. Còn ở Việt Nam mình các bạn chỉ cần xài những hãng như của Vico, Viro này kia là được rồi. Còn mà về lựa kéo tỉa thì nó lại một cái chuẩn mực nó khác nữa, chưa chắc nó mắc tiền đã tốt, đa phần là như thế. Nhưng mà đôi lúc có những cái kéo tỉa nó chỉ có vài trăm ngàn thôi nhưng mà vẫn rất là tốt. Còn hồi nãy bạn ấy có nói là mình nên lựa kéo tỉa một răng hay hai răng, lưỡi thẳng hay lưỡi cong vòng, thì bây giờ cường sẽ chia sẻ cho các bạn luôn kéo tỉa một răng là như thế nào, hai răng là như thế nào, lưỡi cong vào nó sẽ như thế nào nha. Tỉa này người ta gọi là tỉa một răng. Một răng có nghĩa là mặt dưới cái này là cái kéo, cái phần tỉa, còn ở trên này là mặt kéo đứt ngang. Thì khi mà nhấp xuống thì nó sẽ những cái tóc mà nó rớt đụng trên cái phần của cái lược này thì nó sẽ bị đứt, còn những cái mà nó lọt qua cái phần hai bên thì nó sẽ bị thoát, nó không bị đứt. Các bạn hiểu không? Kéo này là kéo tỉa một răng. Và kéo tỉa một răng thì nó sẽ ăn nhiều hơn kéo tỉa hai răng. Cái kéo tỉa hai răng á, kéo tỉa hai răng thì thường thường á là nó có hai cái mặt lược như thế này nè. Nó bập vào nhau thì nó sẽ đứt ít hơn. Còn cái kéo tỉa một răng á nó đứt rất là nhiều. Đa phần là như thế. Còn bạn ấy có hỏi là cái dòng kéo, có một cái dòng kéo là cái răng nó cúp vào, tức là thay vì cameraman dùng nghĩ hoặc là anh em nhìn cái là cái rìa răng được bình thường thẳng, còn cái này nó cái răng nó sẽ hơi cong vào trong, nó căng vào trong giống như hàm của con cá mập vậy, nó cái răng nó hơi cắm vào trong một tí xíu. Thì những cái kéo đó đa phần là những cái kéo bạn để ý, những cái dòng kéo đó đa phần nó mắc tiền hơn những dòng này một tí xíu, nó mắc tiền hơn, các bạn để ý là nó mắc tiền hơn. Và độ ăn kéo của cái đó các bạn tự dùng cường cái một là nó sẽ ăn ngọt hơn cái kéo răng ngang này. Đa phần nó sẽ ăn ngọt hơn. Mình không thể nào bì một cái kéo răng ngang 10 triệu với một cái kéo răng cúp vô 700 ngàn được, tại vì nó sẽ có sự chênh lệch. Còn mình nói hai cái với một mức giá bằng nhau thì đa phần cái kéo mà răng cúp vào trong đó, nó sẽ ăn nó ngọt hơn. Và các bạn khi mà các bạn chọn kéo tỉa nha, các bạn chọn kéo tỉa nè, thì các bạn đầu tiên các bạn nghe cái tiếng, nghe cái cảm tiếng khi mà nó tiếng mà nó nghiến vào nhau nó kêu rạo rạo nha, là nó đứt nhiều. Còn những cái tiếng mà nó khi mà cắn mà nó nghiến vào nhau ít á thì nó sẽ đứt ít. Và khi mình chọn kéo tỉa thì các bạn chọn kéo tỉa bén hay là không bén? Hả? Câu trả lời của Cường là phải chọn kéo thật bén, rất bén thì càng tốt. Nhưng nha, các bạn nhớ nha, cái chuyện bén nó không có liên quan như chuyện đứt nhiều đứt ít. Có nhiều cái kéo nó ăn tóc nhiều, có nhiều kéo nó ăn tóc ít, có nhiều cái kéo nó cách nhấp của mình nó cũng quyết định nữa. Ví dụ các bạn đưa cái kéo lên, các bạn bập và các bạn nghiến, các bạn bập một cái thiệt là mạnh thì nó đứt nhiều. Các bạn bập nhẹ nhẹ thì nó đứt ít. Chứ không thể nào mà nói các bạn bập cái kéo vô là nó đứt bằng nhau đâu, không phải đâu. Tức là các bạn nghiến, các bạn thử vài lần các bạn coi, mình nghiến cái tay mình tỉa mạnh thì nó sẽ đứt nhiều hơn. Còn mình bập nhẹ nhẹ nó vẫn vào hết kéo nhưng mà nó sẽ ăn ít hơn. Và lựa kéo, nói chung là kéo với dao thì ai cũng muốn nó sắc bén hết á, không ai nó muốn nó bị lục hết á. Nhưng mình lựa những cái kéo nó ăn độ ngọt nó ít thôi, nó ít thôi bằng cách dễ lắm. Các bạn nghe lùa tai cái kéo nào mà nó nghiến cái răng nhiều, khi mình bóp mạnh mà nó nghiến cái răng nhiều á là nó ăn nhiều, còn nó nghiến ít thì nó ăn ít, đa phần là như thế ha, theo cảm quan bao nhiêu thời gian cứ đi lựa kéo rồi. Và khi mà lựa kéo các bạn phải để ý cái này nè, các bạn tự nè, lựa kéo nè, kéo tỉa mà nó bị lệch là cắt không được. Khi mà các bạn nhấp, các bạn nghiến vô hết cỡ vậy nè mà nó bị khựng lại một tí xíu hoặc là nghe một cái tiếng bụp gì đó thì mình tuyệt đối mình không được lấy cái kéo đó. Khi bạn nghiến mạnh và đè hai cái thanh kéo vô nhau mà nó không có được, không có phập vào nhau như thế này mà nó bị khựng lại một tí xíu hoặc là nó có cái cảm giác nó bị vướng cái gì đó thì các bạn bỏ kéo đó xuống và mua kéo khác ngay. Trừ trường hợp mình lỡ mua rồi thì cam mà chịu đi ha. Còn mà trường hợp mà mình đang lựa thì mắc mấy gì mình đi lựa đó, mặc dù cái kiểu dáng tất cả mọi thứ nó đang rất là đẹp nhưng mà các bạn cũng phải cân nhắc cái vấn đề này kỹ hơn nha. Và khi nhấp kéo lưu ý một điều là nhấp kéo cắn mạnh thì nó đứt nhiều, bóp nhẹ nhẹ thì đứt ít. Và lựa kéo thì tùy thuộc vào túi tiền của mình nữa, nhưng mà các bạn tốt nhất các bạn nên chọn những loại kéo nó bén nhưng mà nó đứt vừa phải thôi, để mình tỉa nhiều lần thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn đưa một cái kéo tỉa thật là nhiều, có nhiều cái kéo tỉa các bạn chưa thấy đâu, cái răng nữa, nó to như mấy thằng súng răng vậy,
một cái răng to khoảng tầm 2-3 lần cái răng này á, nó lở nè, nó bụp một cú nào là nó, cái đó là dễ dành những tóc rất dày để nó phá tóc, nhưng mà cái mình không nên vậy thôi. Mình tóc nam mình chỉ dùng những cái kéo tỉa bình thường thôi, và mình tỉa nhiều lần, tỉa nhiều lần thì tóc nó sẽ đẹp hơn. Các bạn dùng một lần mà các bạn tỉa cho mỏng nhiều, tại mỏng thậm chí có nhiều cái tỉa các bạn bụp cái bó 4-5 cái liên tục là nó đứt ngang hết tóc luôn á, thì cái đó nó sẽ sơ sát tóc mình rất là nhiều. Nên các bạn lưu ý về cái vấn đề mà chọn kéo nha, đây là những nền tảng căn bản nhất và cá nhân Cường biết. Thì cũng có thể là nhiều cái Cường vẫn chưa biết được, thì có thể là các bạn ở đây có gì thì có thể là học hỏi thêm, hoặc là những anh em đang coi cái clip này thì sẽ đóng góp thêm cho Cường phát triển nhé. Thì đó là những cái hiểu biết căn bản nhất của Cường về kéo ngày hôm nay nhé. Okay.